Beirut 825 bắt đầu vô lấy tủ nha các bạn. Đang dần đường. Dòng đất này khá là nhão nha các bạn. 825 bắt đầu vô dần đường các bạn. Mưa này giờ cũng vô bãi dần đường luôn nha các bạn. Dòng đất này nó hơi cắt lún chút. Đi nghe quá nặng các bạn. Chính 25 giờ vô giải cứu chiếc 920 nha các bạn. 920 bị sụp lại ngay góc bờ luôn các bạn. Chiếc 825 dẫn chiếc 920 đi luôn nha các bạn. Đất cái dòng đất này sụp quá các bạn. Giờ dẫn đi luôn. Ô quá sâu các bạn ơi. Giờ dẫn đi không nổi luôn các bạn. Sụp xuống sâu rồi các bạn. Quay cái bánh cho các bạn xem. Cắt quá sâu rồi, dẫn đi không nổi. Quá sâu rồi. Không lên luôn. Không lên các bạn. Con hướng cái đường ra rồi. Ê móc ở đầu ngay giữa thì cái đầu cũng không được. Giờ đất nào muốn đi được á là như vô tới đây là tháo ra cái đầu. Chạy dặn đường. Quá vất vả luôn rồi. Có cái dầm cái rồi mới chạy dắt cái kia vô. Được 825 tháo đầu vô phụ hỗ trợ nãy giờ nha các bạn. Rị nó dính không lên. 920 này nó mọt cong rồi, dùng đất này quá cắt các bạn. Giờ kích lên rồi, anh em mình kích lên rồi các bạn. Kích không lên rồi, bắt đầu lên rồi. Không lên luôn rồi. Kỳ vậy. Giật lại cái nữa nha các bạn. Quá cắt đi không nổi. Quá cắt. Giật lại cái nữa các bạn. Không dây ra dài nữa. Ôi không lên nổi đâu. Đổi tiếp nữa các bạn. Không lên nổi nữa các bạn. Không đi. Dính xe tí, dính xe trước rồi các bạn. 825 trước xuống bánh luôn cái luôn các bạn. Không đi nổi. Vùng đất này quá sụp lún các bạn. Luôn.
Thôi chạy ra luôn rồi Quang ơi. Đường đất quá lúng rồi Quang ơi. Ra nằm đường luôn rồi các bạn. Đi điện thoại lắc quá nha các bạn. Giờ có 1825 nằm trên đường chắc cũ luôn nha các bạn. Tháo đầu ra nãy gị các bạn, giờ nằm trên đường luôn rồi. Dùng đất này quá sụp lúng. Đất này ở Bình Lợi nha các bạn, Bình Lợi Thốt Đước, Châu Thành, tỉnh Tây Ninh nha các bạn. Được đây quay thấy nè. 825 dặn chứ 920 ra nha các bạn, ra đường. Làm này bắt đầu ve lại vô mọt nha các bạn, mọt nằm trên đường các bạn, giờ đang ve vô mọt, ve lại vô mọt nha các bạn. Vùng đất này sụp quá các bạn, anh em mình trong đám vớt ra luôn các bạn, vùng đất này quá sụp, giờ đang ve lại mọt nha các bạn, mọt giờ vác đầy đây. Nãy là hỗ trợ chiếc 920 ra quầy đám nha các bạn. Giờ ve lại vô mọt. 825 giờ móc mọt vô rồi các bạn. Giờ đang trên đường ra các bạn. Vùng đất này quá sụp lúng luôn các bạn. Giờ đang trên đường ra. Đang trên đường ra các bạn nè, còn chiếc 920 nằm đây nha các bạn, chưa lên đường được. Nãy chiếc 820 hỗ trợ phụ lôi ra đến đầu đường rồi các bạn. Okay. 920 bắt đầu ra đám nha các bạn. Vùng đất này là khá là sụp lúng luôn các bạn. Giờ lên đường. Rồi lên đường an toàn luôn các bạn ơi. Giờ ve lại anh em mình vác trong đám vác ra các bạn. Giờ ve lại cái anh em mình trong đám vác ra tiếp. Giờ trong đám là cộng đang vô cần nha các bạn. Vô cần vác ra. Ve lại ngay chỗ này vác ra nha các bạn. 20 bắt đầu đang ve lại nha các bạn. Rồi giờ anh em mình vác cần cuối cùng nha các bạn. Xe giờ nằm trên đường rồi. Giờ anh em mình bắt đầu vác mấy cần cuối cùng lên đòn về nha các bạn. Mình cũng xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau. Xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ và bấm nút chuông thông báo cho mình một like nha các bạn.